với chiều cao 1m63, cân nặng 45kg, là học sinh của lớp 12A1, năm học 1920, Kiều Anh đạt học sinh tiên tiến, sở thích và sở trường là nấu ăn, ca hát, múa. Kiều Anh ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch để quảng bá du lịch Quảng Ninh.